Những hình ảnh trên tờ tiền có ý nghĩa gì? 1. Tờ tiền 500 đồng là phong cảnh cảng Hải Phòng, nằm tại hai quận Hồng Bàng và Ngô Quyền thuộc thành phố Hải Phòng. 2. Tờ tiền 1.000 đồng là hình ảnh những người lao động đang cưỡi voi, khai thác gỗ tại Tây Nguyên. 3. Tờ tiền 2.000 đồng, hình ảnh tại xưởng dệt Nam Định. Đây từng là nhà máy dệt lớn nhất Đông Dương và là nơi phát triển mạnh của phong trào công nhân thời kỳ cách mạng. 4. Tờ tiền 5.000 đồng, phong cảnh thủy điện Trị An. Đây là công trình thủy điện mang tầm vóc quốc tế và mang tình hữu nghị Việt Nam Liên Xô. 5. Tờ tiền 10.000 đồng, cảnh khai thác dầu khí tại mỏ dầu Bạch Hổ, cách bờ biển Vũng Tàu 145 km. 6. Tờ tiền 20.000 đồng, phong cảnh chùa Cầu, Hội An, Quảng Nam. 7. Tờ tiền 50.000 đồng Việt Nam chính là cụm di tích Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu ở Huế. 8. Tờ tiền 100.000 đồng, phong cảnh Văn Miếu Quốc Tử Giám. 9. Tờ tiền 200.000 đồng Việt Nam, phong cảnh Vịnh Hạ Long. 10. Tờ tiền 500.000 đồng Việt Nam là ngôi nhà tranh năm gian của Bác Hồ tại Làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Xài tiền hàng ngày, nhưng bạn có biết những hình ảnh trên tờ tiền Việt Nam đồng có ý nghĩa gì không? Follow ngay để cập nhật những kiến thức hữu ích bạn nhé!